Đây là quyển sách gì? Đây là quyển sách Ngọt Ngào Tiếng Mẹ Rồi, xin mời bạn Kenta đọc nào. Cho bé sắp đi học. Ừ, cho bé sắp đi học rồi. Kenta có sắp đi học chưa? Làm quen với từ vựng phát âm mẫu tự theo chương trình giáo dục mầm non. Ừ, giỏi quá. Rồi, tiếp tục nha. Kenta đọc nè Thương à. Chữ đầu tiên là chữ gì? Chữ A. Rồi, xin mời bạn Kenta đọc nào. Tiếp tục. Mà cá ngư, cá vàng. Quá giỏi bài thơ. À, đọc bài thơ đã. Chúng ta đọc bài thơ đi. Tiếng mà leo cành đa. Leo phải cành cục. Leo ra leo vào. Ừ. Con kiếm mà leo cành đào. Ừ. Leo phải cành cục. Leo vào leo ra. Hân hô. Tiếp tục, sau chữ A là chữ gì? Chữ Á. Ừ. Chữ Á là có những ví dụ gì? Ví dụ là gì đây? Măng cụt. Gì nữa? Nhà vắng, bắp cải, hoa bằng lăng. Tiếp tục đọc bài thơ có chữ Á nào. Á ăn một bà bát cơm, nhớ người cày ruộng. Ừ. Ăn đĩa rau muống. Ừ. Hay quá. Nhớ người vung gốc. Good job, giỏi quá. Tiếp tục, sau chữ Á là chữ gì? Chữ Ớ. À, chữ Ớ à, chữ Ớ. Trước chữ Á là chữ chi? À, trước chữ Á là chữ chi? Chữ A. Ôi trời ơi, giỏi quá. Bây giờ chúng ta sẽ đọc những ví dụ có chữ Á cho mẹ Thương nghe. Đầu bếp. Đúng rồi. Con trâu. Ừ. Ô, con cá sấu. Chính xác. Đọc bài thơ nào. Gì nữa? Nghe ăn cho béo nghe cày ruộng sâu. Ừ. Chào anh Hưng. Tiếp ở tục. Đời, ở đời gì? Khéo, khôn khéo. Khôn khéo ở chi đâu? Ừ. Chẳng qua chữ cũng chỉ hơn nhau chữ cần. À, hơn nhau chữ cần, đúng rồi. Sau chữ ớ là chữ gì? Chữ E. À, chữ E. Bây giờ Kenta đọc ví dụ cho mẹ Thương nghe. Chữ gì có chữ E? Ví dụ gì có chữ E? Xe tăng, chim sẻ, đen, chim én. Chính xác. Con ve con mèo. Ừ, đúng rồi, chúng ta đọc bài thơ mẹ Thương nghe. Con chim sẻ sẻ, nó ăn gạo tẻ, nó hót yếu lo, nó ăn hạt. Nó kêu rét nhét. Hay quá. Tiếp tục nào. Chữ E. Sau chữ A có phải là chữ chữ F không? Không. Sau chữ A là chữ F là bảng chữ cái tiếng gì? Tiếng Anh. Ừ, đúng rồi. Bây giờ người ta đọc chữ gì đây? Chữ E. À, chữ E. Ví dụ. Con bê giác. Con bê bê giác lệ. Quả lê. Cái bàn ghế. Ừ, giỏi quá. Tiếp tục đọc bài thơ nào. Cá con cá hẹp chú tài xế. À, giỏi quá. Đây, người ta đọc bài thơ. Nhâm 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 ông đã ông nhầm nhâm nhâm ông đã về cắt nhâm 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 ông đã về cắt gì? Hân hô Kenta, giỏi quá. Tiếp tục nào. Chữ gì đây? Ngồi xuống, ngồi xuống. Không được nhảy, ngồi xuống. Phi công, con khỉ, ca sĩ, họ sĩ, quả kiwi, bí ngô. Trời, giỏi quá. Tiếp tục nào. Chi chi chân chân. Mình sẽ đi lên, xong đó là xuống. Mình sẽ kéo xuống âm. Mình đâm vô. Mình đâm vô. Người ta là viết dấu chấm ở trên đầu, đúng không? Là ra chữ Y. Đúng không? Rồi, bây giờ người ta đọc bài thơ mẹ Thương nghe. Chi chi chân chân. Cái bánh thổi lửa. Con ngựa chết trước.
Đúng rồi, gì nữa? Thôi ngô kinh ta. Kinh ta tự kêu mẹ thương tới để kinh ta đọc nghe cầu bối không ép học nha. Tiếp tục đi con. Chữ gì? Chữ O. Chữ O à, bây giờ kinh ta đọc ví dụ đi. Quả anh nhờ. Chó con. Ừ. Con có con thỏ. Giỏi quá. Ví dụ bên đây nữa. Con sóc, con chó sói. Giỏi quá, kinh ta đọc bài thơ mẹ thương nghe. Trời mưa, quả dưa vẹo vỏ, con ốc nằm co, con bông đánh đá. Con cò kiếm anh, con cò đang đi kiếm anh. Giỏi quá. Chú Hưng đọc thơ, chú Hưng có đánh vần không mà bắt kinh ta đọc mà đánh vần, chú Hưng không cần đánh vần nhé. Bỏ qua giai đoạn đánh vần nhé. À, chú Hưng với cậu bố bỏ qua nhé. Rồi tiếp tục. Chữ gì? Ô, ô tô. Ừ. Ô, bồ nông, bồ câu. Giỏi quá. Ví dụ đây nữa này con. Đây nữa. Con ngỗng, con trồn. Ừ. Tiếp tục đọc bài thơ, kênh ta sách của mày thương mà kênh ta xé đây là chết rồi. Rồi đọc bài thơ nào. Bồ cầu vòng, nước trong nước chảy. Có cô 17, có chị 13, hai chị em... Em ta cũng lộn cầu vòng. Đúng rồi, mấy bữa anh ta hay lộn cầu vòng với ai? Với mẹ thương. À, với mẹ thương à. Rồi, tiếp tục. Rồi, chữ gì? Nhanh lên. Ờ, chú củi ngồi gấp cây đa. Để châu ăn gọi cha ơi ơi. Ừ. Chị nữa. Ta còn cắt cỏ trên trời. Ừ. Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Hồi ngồi kênh ta, nhưng mà kênh ta chưa đọc ví dụ. Kênh ta đọc ví dụ cho mẹ thương á. Ví dụ chữ ơ là gì? Quả bơ xúc lơ. Bác thợ xây ớt, ớt chuông. Con chim sơn ca. Ui, giỏi quá. Tiếp tục nào. Phụ thủy vũ công cáp hư. Ừ. Bắt chân chữ ngũ đánh cụ chữ khoai lang. Ừ. hỏi cô nhà hàng rồi chi nữa, nhanh lên đọc tiếp. Cho tôi bát nước. Giỏi quá, người ta đọc ví dụ bên này chưa? Đây nè, đây là gì? Ở dưới là gì? Sụp bối. Giỏi quá, tiếp tục. Bí ngô. Ừ, chi nữa? Là cô đậu hành. Đậu nành. Là đậu. Cái bí ngô là cô đậu nành. Ừ. Đậu nành là ăn dưa chuột. Ừ. Dưa chuột là rụt. Đưa gan. Dưa gan. Hân hô, kênh ta đọc ví dụ. Đọc ví dụ đã. Rồi gì? Ví dụ là đại gì đây? Con sư tử ngựa. Họ sử. Hoàng tử. Họ sử. Kênh ta có phải là hoàng tử không? Không. Nếu kênh ta là hoàng tử thì mẹ thương là gì? Hả? Cái này là chữ gì đây? Sứa. Chim ưng. Ừ. Phù phủy. Chữ y dài. Bây giờ y dài người ta đọc đây. Đây là gì? Cần thủy thủ. Thủy thủ. Thủy thủ. Chữ đây. À rồi, đọc này mà thương nghe. Cùng trường có cánh cống. Đọc ví dụ. Không. Đây. À đâu, đọc ví dụ bên đi trước rồi đọc tiếp. Đúng rồi, mày đọc bài thơ mày thương nghe. Chuồng chuồng có cánh thì bay. Có thằng cú tí thò tay đắt chuồng. Cú tí, thằng cú tí. Cú tí. Ừ, đúng rồi. Tay đắt chuồng. Hoàng hồ kinh ta, tiếp tục nào. Ủa, bây giờ mới tới chữ bờ à? Tại sao bây giờ mới tới chữ bờ à? Không, sai rồi.
Ủa mà nó bây giờ mới tới chữ bờ là họ sách như chị lạ đấy. Lạ. Ôi. À, chữ bờ anh ta đọc chữ bờ đi. Ôi, sắp đi là bị lạ lạ rồi. Đọc số. Không đọc số, đọc viết chữ bờ coi nào. Ôi trời ơi, mày thương sợ quá. Mày sợ con gì? Mày sợ con gì? Lương. Con lương à? Cái ta đọc chữ bờ đi. Whitney là Nguyễn gì? Là biết mẹ. Ừ. Cái bóng là cái bóng bạc. Cái bóng là cái bóng bang. Gì nữa? Khéo sảy cho mẹ nấu cơm. Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Mẹ bấm đi chợ đường trơn. Đúng rồi. Bốn. Ừ, phải bốn không? Có chữ G mà là gì? Bấm. À bấm. Gắn đỡ chạy cơn mưa rông. Mưa rào. Đọc lại cái này là gì? Bàn chải con bò. Con bò. Ừ, này này. Bác sĩ bút chi. Hoàng hô kinh ta, còn đây là chữ gì? Báo bộ, bói cá. Bói cá à? Rồi đến chữ cơ. Chữ cờ, người ta đọc ví dụ đi. Cách cánh cung. Cái nữa. Nguyên âm và nên nó đang đọc phụ âm. À chữ cờ là nguyên âm hay phụ âm? Phụ âm. Giỏi quá. Giờ người ta đọc ví dụ là... không phải là nguyên âm. Bây giờ người ta đọc đi. Cánh cục công. Cốc 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 cốc. À cốc 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 phải không? Phải cốc 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 gõ cửa không? Cốc cốc. Cái đây có phải là cốc 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 gõ cửa không? Không. Đây là cái gì? Cái ca. À cái ca uống nước, đúng rồi. Cái này là gì đây? Cún con. Ừ, đọc bài thơ mày thương nghe. Thế bây giờ muốn học nữa không? Cái nào muốn đi xuống. Đi xuống làm gì? Đi xuống. Đi xuống làm gì? Đi xuống uống cái ly. À uống cái ly là cái chi? Uống cái ly là cái chi? Này tới đại biểu, đọc thơ rồi mày thương cho uống nước. À cốc cốc cốc, đúng rồi, tới đại biểu. Đọc bài thơ cho mày thương nghe đã. Đọc đây. Rồi. Đọc đi rồi xuống uống nước, nghe này. Con cua tám chấm hai. Tám chẳng à? Tám gì? Tám chẳng hai. Có chữ hờ không? Không. Không. Chữ hai là có chữ hờ. Ừ. Hai càng. Ừ. Một hạ mai. Hai mà. Rõ là con cua. Hoàng hô kinh ta. Con này con gì? Con cứu, con cáo, con tiếp... cúng. Ừ, giỏi. Tiếp tục. Dịp, dịp. Chữ này là chữ gì? Chữ giờ. Chữ giờ đọc là gì? Ví dụ là gì? Giờ hấu dấu bay mũi dê dược. Đọc bài thơ mày thương nghe nào. Con đọc ví dụ ở bên kia. À đó thôi đọc ví dụ đi. Dừa. Dứa. Dứa hấu dương. À tiếp tục đọc bài thơ nào. Dung dăng dung dễ bắt dễ. Sẽ đi chơi. Đến ngõ nhà chơi. Ừ đúng rồi, tiếp tục nào. Chỉ có 4 câu thôi. À chỉ có 4 câu thôi. Bây giờ là chữ này là chữ gì? Chữ đờ. Chữ đờ, kênh ta đọc đi. Hoa đào đà điểu ăn đào. Ừ. Đu đủ xe đạp ca đuối. Quá giỏi, kênh ta đọc bài thơ nào. Đố ai quét sợ lá hừng. Để ta quên gió gió. Gió đừng rung cây. Câu thôi. À chỉ có 2 câu thôi. Tiếp tục nào. Kinh đang đọc. Chữ gì? Chữ G. Răng, răng, gầm, ví dụ răng. Là gì? Con đọc. À con đọc bài thơ trước rồi bài hát đó con. Con đọc đi. Gắn gắn gầm gầm. Ừ. Gắn xanh gắn đuôi. Gắn gắn cánh. Ta anh... chạy cho nhân về xây nhà bếp. Đúng rồi. Ta đọc ví dụ đi. Gấu trúc, gà con, gà mái. Gà mái, gì nữa? Gà lôi. Gà lôi. Gà lôi rồi, gì nữa? Con muốn gà lôi, con gấu, gà trống. Đúng rồi, tiếp tục nào. Chính đang đọc 6 câu thôi. Chính đang đọc cái ni.
À chữ hờ nào? Không đọc chữ chi nữa. Chị hơi đọc chữ hờ đi đã. Đọc đi con. Rồi đọc chữ chi. Rồi. Rồi làm gì? Người ta đọc đi rồi mày thương xong mày thương xuống cho uống nước nha. Lại đọc đi con. Cái nó sợ. Nhanh lên đọc đi. Đọc đi. Sợ mà đọc. Đọc. Nó sợ mà đọc. Cái nó sợ mà đọc. Đọc bài thơ này mày thương nghe nè. Thì bây giờ có đọc nữa không? Đọc ví dụ. À đọc ví dụ đi, là đọc ví dụ đi. Không đọc gì. Không đọc bài thơ, đọc ví dụ đi đã. Không hổ su hao cá he. Đọc ví dụ màu trắng. Đọc ví dụ màu trắng nào. Hồng xin. Con heo cao cỡ màu vàng màu nâu. Ừ đúng rồi, thôi ngồi xuống đọc đi. Đọc bài thơ mày thương nghe nào. Con chim hai ha. Nó hát cần đa. Nó hang cành trúc, nó rút cành tre, nó hang lê tê lê tê lê tê. À lê tê lê tê lê tê. Rồi tiếp tục nào. Cái nó có được đeo không? Chữ gì? Đeo hiragana là hoa. Hiragana là tiếng gì đó? Tiếng Nhật. Còn bên này là tiếng gì? Bên này là tiếng gì? Tiếng Việt. À tiếng Việt. Cái ta thích học tiếng Việt hay tiếng Nhật? Tiếng ni là tiếng chi? Con học tiếng ni với tiếng ni. Tiếng ni là tiếng chi? Tiếng Nguyễn tiếng Nhật là không có, còn tiếng Nguyễn tiếng Việt có. Có gì? Có ngôn ngào tiếng mẹ, còn Nguyễn tiếng Nhật không có đâu. Ừ. Nên người ta thích học tiếng Nhật hay là thích học tiếng Việt? Người ta thích học tiếng Nhật hay thích học tiếng Việt? Hai ba. Rồi đọc bài thương nghe nào. Cái học tiếng Việt thôi. Không học. Quả này là quả gì? Nhanh lên. Kiwi. Kèn kèn. Cá ký. Kéo. Kéo cho đằng kéo. Kéo. Cây kéo. Vậy đò mày. Vậy đò á. Vậy đò á. Cái kênh ta. Người ta đọc bài thơ đi. Vậy bài thương nghe. Ngồi qua nó ngồi đàng hoàng đi. Qua ngồi đàng hoàng, đọc bài thơ nghe nào. Ôi, đọc bài thơ ngồi, đọc đàng hoàng coi. Đọc tiếng Việt rồi đọc gì? Đọc tiếng Việt đi nào. Rồi đọc tiếng Nhật nhé. À, đọc tiếng Việt rồi đọc tiếng Nhật. Chúng ta đọc bài thơ đi. Đọc bài thơ. Kéo cưa sẽ. Cái nón kéo. Kéo cưa với mày thương ngồi xuống rồi kéo cưa rồi. Kéo cưa rồi. Kéo cưa rồi. Lừa sẽ. Đang nè. Ông thợ. Ông thợ nào quá. Thì gì? Thì về ăn cơm vú à. Đấy cái nữa. Nào. Ông thợ nào thua về bú tí mẹ. Ừ. Cái nữa. Ôi đau quá. Nào, tiếp tục. Ôi đau quá. Ôi đau quá. Ôi chào cái con kia mà thương sợ quá. Cái con gì đây? Con lương à. Ui sợ quá rồi chứ nữa. À sợ lắm. Chữ gì đây? Lại trời mưa xuống. Lại nước tôi uống. Nên là xuống lấy nước. À uống nước rồi, khát nước quá rồi. Xuống lấy nước. Đọc hết bài thơ này đi rồi mày xuống lấy nước nào. Nhanh lên. Lại trời mưa xuống. Lại nước tôi uống. Tôi giống như kem ta. Ừ. Lấy nước kênh ta uống này chứ nữa. Lấy nước kênh ta uống. Lấy tôi cài. Lấy đây bác cơ. Rồi hoan hô kênh ta. Mà chữ tiếp theo là chữ gì đó? Mama tưới chay. Mama lá lúa. Mama ba câu liêm. Mama bốn lưỡi liêm. Chứ nữa. Mùng mấy nữa? Mùng năm gì? Mồng sáu học răng. Mồng răng. Mồng bảy. Mồng rằm gì? Á kêu gì? Mười rằm gì? Mười rằm răng nấu. Ừ, gì nữa?
rồi chứ nữa, mười rằm trăng não. Mười rằm là người ta biết mười mấy không? Mười rằm là mười mấy? Mười lăm. Hôn hô kinh ta. Tiếp tục nào. Con gì đây? Rồi kinh ta tiếp tục. Còn mấy chữ nữa hết rồi này con. Rồi rút nập ra. Còn không nhiều quá à. Kinh ta bye bye đi. Kinh ta bye bye. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Kinh ta nói bye bye tạm biệt tiếng Nhật là gì? Sayonara. 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 Bây giờ Kinh ta mấy tuổi? Kinh ta mấy tuổi rồi? Ba tuổi. Ba tuổi gì? Ba tuổi. À ba tuổi rưỡi à.